Chào mọi người, bếp gia kỳ duyên của mình hôm nay mình sẽ làm cái món canh chua. Mình sẽ nấu bằng bông điên điển, lõi của cây chuối hột non. Đây là lõi của cây chuối hột non. Đây mình sẽ cắt bỏ cái cứng ở ngoài nha. Bỏ bớt cái lõi cứng ở ngoài, mình chỉ lấy cái lõi non ở trong thôi. Ăn giả miền quê nhưng mà cũng rất là bổ dưỡng, có lẽ nó cũng sẽ là một bài thuốc gì đó trong món ăn hàng ngày của những người ăn chay, rất là tốt cho sức khỏe. Cái cây chuối non này nó cũng không khó kiếm nhưng mà cũng không phải dễ gặp. Khi mình muốn ăn non của nó thì mình phải mắc một cây chuối non. Cái khâu mình chuẩn bị mình sẽ lấy từ cái lõi non của nó ra, mình chỉ sắc ở trong cái non nhất có thể. Rồi sẽ nấu nha, mình sẽ sắc nha. Còn cứng. Mình làm gỏi hay mình nấu canh chua gì cũng ngon hết. Hôm nay mình sẽ nấu với làm nước súp lẩu nhúng giấm canh chua. Mình sẽ bỏ hết cái lẩu non nữa đi. Cái lẩu non nhất, rất là non. Như vậy thì nó sẽ mềm, nó không có sớ nhiều. Mình lấy, nếu mà nó không đủ non thì nó có rất là nhiều sớ. Mình ăn chay thì mình sẽ cố gắng chọn nhiều thực phẩm rau củ quả, tất cả đều là bổ dưỡng. Hầu như là rau củ quả nó đều có một cái vị thuốc hết, cho nên người ăn chay tận dụng ăn rau củ quả thật là nhiều thì tất cả đều là những cái vị thuốc rất là tốt cho sức khỏe, dẻo dai bền bỉ, ít có sinh những cái bệnh tật thông thường hay là bệnh gì nan y cũng có thể tránh được nhờ ăn rau củ quả nhiều trong khâu ăn chay của chúng ta. Nhìn thấy rất là ngon phải không mọi người? Chỉ là cái lõi của cây chuối non thôi. Nó cũng là sẽ là chế biến một món ăn rất là tuyệt vời cho chúng ta. Đơn giản là mình thấy nó chỉ là một cái lõi chuối non thôi, nhưng mà sẽ rất là có một cái bài thuốc dinh dưỡng cho sức khỏe của chúng ta ở đây. Mình sẽ bỏ bớt thêm một lớp nữa. Vì nó hơi nhiều à, bỏ bớt đi. Mình sẽ ăn gần nhất ở trong.
Ừ, rất là ngon đúng không mọi người? Rất là tuyệt vời. Vậy thì hôm nay mình sẽ nấu với một gốc tư của cái bắp cải. Vì chỉ hai người ăn thôi, cho nên mình sẽ giảm cái lượng rau củ lại. Giảm bớt cái lượng rau củ đi. Ở đây thì mình có bắp cải, rồi bông điên điển. Hôm nay mình sẽ nấu 3 món chung rau củ cho mình. Đây. Mình có bắp chuối, lọ bắp chuối non, bông điên điển và một gốc tư bắp cải. Mình sẽ chuẩn bị và một ít lá quế. Lá quế hơi héo, một lát nữa mình hái lá quế tươi thêm. Mình có trồng lá quế tươi. Và đây là khâu chuẩn bị nha các bạn. Đây là nồi nước. Mình sẽ cho vào đây một giá giấm. Ngày hôm nay mình sẽ làm món nhúng giấm. Nó cũng giống như canh chua nhưng mà nó sẽ là món nhúng giấm chay. Ở đây mình có hạt nêm nấm, nấm hương. Mình sẽ cho một muỗng vào. Một muỗng bột ngọt. Nửa muỗng muối bột. Rồi một ít đường. Mình sử dụng rất là ít đường, không cần nhiều. Mình chỉ dằn cái độ chua nó lại thôi. Nếu không có đường thì nó sẽ chua ái. Cho nên mình chỉ cần nêm một ít đường để dằn độ chua bớt lại. Rồi. Đây là tất cả những cái khâu mình đã chuẩn bị nước giấm. Cái món nhúng giấm canh chua của mình ngày hôm nay là cái món đậu hũ cộng và đậu hũ kỳ chiên. Thì đây là đậu hũ cộng mình sẽ cho vào. Rồi tất cả khâu chuẩn bị mình đã chuẩn bị xong. Chỉ cần mình bật bếp lên nước nó sôi mình thả đồ vô nha. Bật bếp lên, đợi cho nước giấm nó cùng sôi lên đi rồi xong mình sẽ để tất cả những cái rau củ quả của mình vô. Rồi như vậy là nước giấm của mình nó đã sôi lên. Khâu đầu tiên mình sẽ là để vô là chuối. Chuối non rất là ngon. Tiếp đến là bắp cải. Nếu mình ăn ở trên cái bếp cồn thì mình sẽ để cho nó sôi mình nhúng mình ăn. Còn cái khâu mình ăn trong gia đình đây, mình ăn đơn giản là mình sẽ nấu cho nó chín rồi mình nhắc xuống mình ăn nóng. Bởi vì ăn bếp cồn á thì nó cũng quá rườm rà lu bu cho bữa ăn bình thường của gia đình. Vì vậy mà mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Mình sẽ đậy nắp cho nó sôi lên. Và khi sôi lên mình thả bông điên điển vô nha. Bông điên điển nó dễ chín lắm. Rồi đây là khâu cuối cùng, mình sẽ để bông điên điển vô. Bông điên điển ở tại vườn hái xong rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Chú ý là ở trong cái canh chua lẩu này của mình thì mình có để một chút ớt bằm nha các bạn. Hương vị của ớt bằm nó sẽ làm tăng cái khẩu vị của mình. Rồi ai không ăn ớt được thì không cần để cũng được. Và đây là một ít dầu mình khử hạt điều.
mình để vô đi cho nó có màu mè hấp dẫn thôi. Rồi và đây là khâu cuối cùng là rau mùi. À, rau mùi của mình hôm nay gồm có rau tần dày lá với cùng lá quế. Mình chỉ để hai thứ thôi. Như vậy nó cũng đủ tăng hương vị của lẩu của mình. Giờ mình sẽ tắt bếp. Và nó đang sôi lên rồi nha. Bông điên điển cũng rất là dễ chín. Cho nên mình chỉ cần trộn đều lên và tắt bếp là được. Rồi, như vậy là mình đã hoàn tất một nồi lẩu. Rất là tuyệt vời. Đây là một nồi lẩu chay gồm có lõi của cây chuối non, bắp cải và bông điên điển. Mình có thể bất cứ nấu với bông súng hoặc là bạc hà, giá, cà chua. Nhưng mà cái nguyên liệu của mình có cái gì thì mình sẽ nấu cái đó. Bởi vì ăn chay rất là dễ làm. Đồ chay tất cả đều rau củ quả hết. Cho nên mình sẽ chế biến theo từng cái loại mà mình đã có sẵn. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một bữa chay thân tâm an lạc. Chúc mọi người ngon miệng. Chúc hòa bình thế giới. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình an lạc. Chúng sanh tai qua nạn khỏi. Bỏ ác theo thiện. Bỏ tham sân si mạng. Phát tâm bồ đề cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật.